Ông cứ chọc. Ông chủ tịch nước bà cả, một tổ kết mạng cả để thi sắp nạc cả. Sắp nạc cả được ngày này, nâng nơi ngày sẽ ai, ông chủ tịch nước nâng thu sắp nạc cả, sắp đập nơi tới đây thay. Riêng rộp bằng phí tục sọc bình tình này, nâng sản thân được hiếp, chết là nạc cắm. Đại đại mà đang rộp bằng phí mô dùm nôn, bàn tử tù rộng được nông rộp bọp Campuchia bây giờ thập bật tay. Bẻ bọn nâng ông hay tùm nụp mùi mạc ra, tùm nụp tùm bèng thamó, đại thả rộp chẳng ọ, miền dùm nôn buồn rụp. Cứ đại mà đang rộp bằng phí đại mỹ hạ dân niêm. Pi, thi xí, xí phí, phẩm buôn rơi cao sử muối. Pi, thi xí, xí phí, phẩm buôn rơi cao sử phí. P T C C P bốn mươi bảy cao thứ bảy P T C C P bốn mươi bảy cao thứ bốn đang đang ở đoạn bài này đang mở thay rượu bằng pin tốc sau bên tân niên đang sản được phim xét đặc cam môn kê là bậc này cứ đang đang đoạn bài này đang miền hải dương niêm P T C C P bốn mươi bảy cao thứ mười làm chi sản là cá em hỏi là người ca bây giờ than là phía bắc tây miền ở bắc tây miền phía kia đang bộc lộ đại ông nhập đây có hàng chưa nhà châu rùm được không cái tâm là cả sạm là cả ngày này sung group lục thiên sản phẩm sản phẩm là cả ngày này làm chi có sống qua khinh thá group phía kia đang có này riêng cái này miền bắc tây miền để lại lục nuôn chi miền bắc tây miền lục vận tục khung khung quân kháng cấm sao sản phẩm là cả này để lục sản xong để bằng sức miền bắc tây miền được toal pi vận tục sản phẩm là cả lịch lẽ bằng sức rồi bỏ lục rồi bỏ nuôn chia ban bạc cô đó cả làm chi rồi hay đa mình đang gặp với đại lượng trâu một thay rìp rọp ông pí tục sọc với tiền này lượng than phiêu chút nặng cắm sầm ráp rồi dạp pí thay ní miền chủng nuôn buồn rụp đại miền hạt niêm pí thi ccp bầm buồn rồi cao sập muối pí thi ccp bầm buồn rồi cao sập pí PTCCP from Bonroy Cows of Bay Nung PTCP from Bonroy Cows of Boon. Dam and Dangra meet and Boon Rubney. Me and what the men do here in the Knoman to Pro Jam, Pro Jam Kako Happy, Angelum there. So I couldn't look in. Well, I couldn't look, I'm hoy. Here the Bonnie Angel there. Some right little now, some of the Washington Chow and Nunchi Jimonson. Angel Rehman the tool, the Katom Lebong set your room, Samaka, the tall. Được không một tốp sản mạc cả ní là bỏ chuẩn chụp chọn nguồn chia cho ngày tìm mùi khai cảnh nhà cho năm bị bọn đập rắm đại bàn bệnh trẻ tha đây còn miền phải nhà sọc hợp hiệp chứ có ba chứ chứng kê mình anh cư dụ bán mình ai chọn ra màn dũ nâng đâm bây miền là tập hiệp cho ruộng sản mạc cả ní ngay khẳng mốc ở miền bà sân tập hiệp luôn xong lẽ bằng sân cho ruộng nâng miền bà tầm biến đại phát tốt không một tốp sản mạc cả đây ngày tìm mùi khai cảnh nhà cho năm bị bọn đập rắm bây giờ vì cả việc đây bọc luôn bàn rắp ông bị phá bạc bó này sân ในการแหลบบองเซตนิท้าการแหลบบองเซตนี่มันอาจบอสไลท้าเกี่ยวกับแหลบบองเซตบอคลุนของกาสกัดจากใดได้ยุติท้อหรือเซตของกาจมตัวตั้งนึงพอต่างของกาดับของห้างหรือได้จุนตลาการนี่กรุ๊ปปีเปลี่ยนในสัตว์มาการเลยรุกคลุนเลยปานเคยกำหนดให้เป็นนักสกุบเพียบจนจบเจ้าหนุนเชียร์ได้เพื่อลางได้กรุ๊ปเป็นประจำกาปีนัดเพียบบาลไทยตอมสกุบเพียบจนจบเจ้าในอบตกจองไอตีมุ้ยใครกันยาชนะปีปอนดับรัมบานกัดสมกอลอภิสถานอภิบสกภิบระบาดโลกนุนจีธาเมียนอาการะชื่อจังแก่เชียประจำมันอายังกุยอยู่บ้านนังพดอลอนุสาธาสมองอย่างเรียกอนุญาตไอโลกนุนจีโจร่วมตามร้านกิจกรรมนาคาสามนาคาบีมันตุบขังกรามซาสัตมาการีไอเลือมูลธานีนังโยงตามบทบัญญัติในบทเทียนแปดสมุยปรามในบทเทียนเตยขนงอวตโกองอย่างเรียกโยบร่มนังอนุญาตไอจนจบจอดนุนจีมันโตตามด้านกิจกรรมนาคาสามนาคาปียมไงปีมันตุบคงคลุนมวยทันกรามซาสามนาคานี่ตามระยะประกอบสอดตัวสำหรับจะเปิดสามนาคาเป็นมวยทั้งไงนี่ประกอบไปบกเล็กในสอดตัวช่วยประปอนสอดตัวสำหรับจนจบจอดนุนจีอาจจะร่วมนั่งตามด้านกิจกรรมนาคาสามนาคาปียมไงปีมันตุบคงคลุนมวยทันกรามซาสามนาคานี่น้องระยะเปิดในกิจกรรมนาคาสามนาคาสำหรับทั้งไงนี่มนังสภาตั้งสมดุลดาวมันดังรับบันทีรุ่มนี้นังได้กฎสมกอลปีกาจมตัวระบาดสามิจิบีกาปีกระไดคือสมพรเปียปอนนังกาประพระเอกษาอีใบร้อยดาวบุญสละมาภัยปรามจดใบจดมาภัยบุญได้สนาสมสามิจิบีนอมกดำนางดาวมันดังรับบันทีกาปีไทยที่
ឧបសម្ព័ន្ធកនៃឯកសារ E 395/24/3 Merci Monsieur le Président et bonjour à tous, bonjour au parti. Nous avons lu les conclusions de l'équipe de Kyo Sampan et nous n'avons pas d'objection à ces conclusions dans la mesure où nous avions présenté les documents pertinents pour cinq parties civiles. Une des parties civiles qui devait témoigner devant cette chambre aujourd'hui a dû annuler à la dernière minute. Il n'y a donc pas de difficulté de notre côté pour que le document relatif à cette partie civile ne soit pas considéré comme admis par la chambre. Nous avions simplement suivi les recommandations de la chambre sur la nécessité de déposer une Pour simplifier, nous avions inclus ce document puisque cette partie civile était censée venir témoigner devant cette chambre. Nous avons informé la Cour et les parties vendredi que cette chambre n'était pas que cette partie civile n'était pas disponible. Nous nous en remettons à l'appréciation de la Chambre quant à savoir si ce document devra être admis ou non. En tout état de cause, de notre côté, nous n'entendons pas utiliser ce document dans la mesure où la partie civile ne viendra pas témoigner lors de cette audience sur l'impact des crimes. J'espère avoir clarifié la position du côté des parties civiles. បាទអរគុណហើយអង្គជំរះក៏សូមជម្រាបជូនដល់ភាគីនិងសាធារណជនជ្រាបបងដែរថានៅរុស្ស៊ីនេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពអង្គជំរះនឹងធ្វើការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានៃការដាក់ឯកសារគន្លឹះដែលបានធ្វើសកម្មភាពកាលពីសប្ដាហ៍មុនហើយមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនោះ អង្គជំរះគោបអយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញដើមរឹងរដ្ឋបាលពីនេះដែលមានរដ្ឋនាម PTCCP 692/1992ចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មឬក៏ធ្វើត្រីថ្លែងរៀបរាប់ទុកសោកវិធានានៅចំពោះមុខអង្គជំរះក្នុងបន្ទប់សំណាការនេះបាទរួមទាំងបុគ្គលិកនៃអង្គការ TPO ផង Monsieur le Président, juste peut-être une demande de clarification. Pendant que la partie civile s'installe, vous avez indiqué que nous discuterions des documents clés cet après-midi, si j'ai bien compris. En tout cas, c'est ce qui nous est arrivé dans la traduction en français. Je voulais simplement avoir une clarification parce que, bien évidemment, il faudrait
que nous nous préparions si la Chambre décidait d'avoir un débat sur les documents clés aujourd'hui, dans la mesure où cette information n'a pas été communiquée à l'avance aux parties. បាទអរគុណតំណងជាភាសាស្ដាប់ច្រឡំឬក៏ខ្ញុំប្រើពាក្យច្រឡំខ្ញុំទៅសេដូចជាច្បាស់លាស់ហើយគឺបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងមានដំណោះស្រាយរួចហើយយើងផ្សព្វផ្សាយនិងសេចក្តីដំណោះស្រាយរបស់អង្គជំរះចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានកន្លងមកដើម្បីឲ្យបញ្ហានៃការសកម្មភាពដាក់បង្ហាញឯកសារគន្លឹះនាពេលខាងមុខ វាប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនល្អវាជាវៀងបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ជាបន្តបន្តទៀតគ្រាន់តែយើងជម្រាបជូនថាយើងនឹងធ្វើនៅរសៀលនេះនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនៅរសៀលបាទដោយសារបញ្ហានៅប្រឹកនេះយើងនឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ចប់នៅប្រឹកនេះប៉ុណ្ណោះទេបាទមិនមានដេញដោលអីទៀតទេយើងនឹងចេញដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីអាចឲ្យដំណើរការនោះវាប្រព្រឹត្តទៅបានទៅមុខទៀត សួស្តីលោកស្រីដើមរឹងរដ្ឋរវិនីតើលោកស្រីឈ្មោះអីចាសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពមេធាវីនិងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ខ្ញុំឈ្មោះនួនណារ៉ុមកើតនៅឆ្នាំ1956មានស្រុកកំណើតនៅស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាម បាទអរគុណហើយចុះទីលំនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរស់នៅទីកន្លែងណាក៏គុំអត់តន់ឆ្លើយតបចានាងខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ហើយលោកស្រីប្រកបមុខរបរធ្វើអ្វីដែរ ពីឆ្នាំ 80 ជាង នាងខ្ញុំ បាន បម្រើការងារ នៅ ក្រសួង SPK តែ បច្ចុប្បន្ន នៅ ផ្ទះ មន្ត្រី រដ្ឋបាលការ មាន នៅណាគេមកថតរូបអីគេមានការអនុញ្ញាតអត់ សួរគាត់មិនចាំមានបាទអពុកបង្កើតរបស់លោកស្រីម្ដាយឈ្មោះអីហើយម្ដាយបង្កើតរបស់លោកស្រីគាត់ឈ្មោះអី ពុកនេះបង្កើតនាងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ុយឆឹមម្ដាយបង្កើតឈ្មោះនូយ៉ែនអរគុណចុះប្តីរបស់លោកស្រីឈ្មោះអីហើយលោកស្រីមានកូនប៉ុន្មានអ្នកប្តីនាងខ្ញុំឈ្មោះពេជ្រអានីននាងខ្ញុំមានកូនពីរនាក់ប្រុសមួយស្រីមួយ បាទអរគុណហើយអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនភាគីនឹងសាធារណជនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឡុងពេលស្ដាប់ស្ដីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកទនីរដូវបោះដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីមួយចំនួនក្នុងសកម្មភាពអង្គជំរះបានរៀបចំនៅបុគ្គលិកអង្គការ TVO អង្គុយអមក្បែរដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីដើម្បីជួយជំរួលដល់ផ្នែកអារម្មណ៍របស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានជំហររឹងមាំ នឹងនៅក្នុងការថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនារបស់គាត់ហើយនាពេលនេះគឺមានលោកស្រីឆាយអមារីដេតដែលជាបុគ្គលិកនៃអង្គការ TPO លោកស្រីដើមម្ដងរាប់រនីនៅក្នុងនាមលោកស្រីជាដើមម្ដងរាប់រនីនៅក្នុងសកម្មភាពនេះឲ្យអង្គជំរះផ្ដល់វេទិកាជូនទៅលោកស្រីដើម្បីមានឱកាសថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពចេតនកម្មដែលកើតមានចំពោះលោកស្រីជាអាត
ដែលជាចេតនាកម្មខាងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងសម្ភារៈដែលជាចេតនាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនជាបច្ច័យផ្ទាល់ពីបទឧក្រិដ្ឋដែលកើតមានពិតប្រាកដរហូតដល់សពថ្ងៃនេះដែលនាំឲ្យលោកស្រីតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីក្នុងរឿងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់លើជនជាប់ចោតចំនួន 2 រូបនួនជានឹងខៀវសំផនដែលលោកស្រីគិតថាបានប៉ះពាល់ដល់ផ្ទាល់ជាពលលោកស្រីនៅក្នុងអំឡុងរបបកម្ព
Merci, Monsieur le Président. Comme nous l'avons fait lors de la dernière audience sur l'impact des crimes, nous souhaiterions avoir la possibilité, nous, avocats, de poser quelques questions à la partie civile pour guider son témoignage sur le préjudice. Donc je souhaitais poser à la partie civile quelques questions pour lui permettre de structurer son témoignage sur le préjudice, comme nous l'avons toujours fait lors de ces audiences. Donc je voulais simplement vous demander l'autorisation, Monsieur le Président, de procéder comme à l'accoutumée et de poser quelques questions à la partie civile lors de son témoignage. ជាការអនុវត្តយើងអនុវត្តពីដើមទីមកគឺឲ្យភិក្ខីដើមម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងរៀបរាប់ក្រោយមកមេធាវីដើមមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរឹះដោយសារមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនគាត់មិនមានលទ្ធភាពធ្វើស្ដីថ្លែងរៀបរាប់ដែលឯងបានលោកស្រីបានស្នើសុំធ្វើដូច្នេះករណីមួយចំនួនមិនមែនទូទៅទេហើយយើងបានប្រើប្រាស់នីតិវិធីនេះដល់ឲ្យលទ្ធភាពទាំង 2 ដោយយើងជាប្រធានអង្គជំរះយើងអនុវត្តនៅលំហនីតិវិធីមួយដែលស្ដាប់នេះស្ដីថ្លែងរាប់អំពីទុកសោកវេទនារបស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ប្រសិនបើគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះវាច្បាស់លាស់ចេញពីក្រអៅបេះដូងនិងអ្វីដែលកើតមានពិតប្រាកដចំពោះរូបគាត់ហើយប្រសិនបើគាត់មិនមានលទ្ធភាពទេគឺអង្គជំរះនឹងទទួលតាមសំណើសុំរបស់ មេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបពីនេះប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់នៅវិធានការថាផ្ដាល់ឲ្យតែម្ដងនោះយើងដែលមិនទាន់សម្រេចបានច្បាស់លាស់លើបញ្ហានោះដាច់ណាត់ថាយើងធ្វើដូច្នោះទេពីព្រោះមានករណីមួយចំនួនដើមម្ដងរដ្ឋបពីមួយចំនួនមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពនិយាយបានលោកស្រីបដិសេធឲ្យគាត់និយាយដែលខ្លួនដែលគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អស់ចិត្តគាត់ដែរអញ្ចឹងនីតិវិធីអង្គជំនះបានសម្រេចធ្វើតាមលំហនីតិវិធីដែលលំនាំអនុវត្ត ហើយបើសិនបើលោកមានស្រីមានបំណងដូច្នេះយើងអនុវត្តតាមវិធានទី 2មកន័យថាឲ្យគាត់និយាយដល់ផ្ទាល់ថ្លៃរៀបរាប់គាត់ហើយបានសួរបញ្ជាក់គាត់ឬក៏លោកស្រីតាំងសំណួរដូចមិនមានវិធានអីដែលត្រូវអន្តរឡប់អនុវត្តឯណាច្បាស់លាស់ថាវិធានតឡាដំបងមិនអាចណែនាំឲ្យភាគីនិយាយបានទេឲ្យដើមរដ្ឋនេះថ្លៃខ្លួនឯងបានទេនៅក្នុងអត្តន័យនីតិវិធីគឺថ្លៃរៀបរាប់ដល់ខ្លួនឯងនេះគឺគោលដៅ ទី 2 ទេដែលថាបើសិនជាគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការនិយាយស្ដីនឹងបានល្អទេឲ្យតាំងសំណួរបាទយើងបើផ្ដល់ជូនវេទិកាទៅលោកស្រីដើម្បីមានលទ្ធភាពក្នុងការសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដើមម្ដងរដ្ឋបពីនេះក្នុងការសម្ដែងនៅទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាស្ថានភាពរបស់គាត់ដែលនាំឲ្យគាត់តាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបពីនេះនៅក្នុងរឿងនេះ Merci, Monsieur le Président. La raison pour laquelle nous souhaitons poser des questions, c'est qu'il nous a été demandé que les parties civiles se concentrent sur le préjudice lié à un site en particulier, mais que nous souhaitons aider la partie civile et assister la Chambre et les parties pour que tout le monde comprenne l'histoire de cette partie civile et le parcours qui l'a amené sur ce site en particulier. Raison pour laquelle nous souhaitions poser quelques questions d'introduction pour que tout le monde comprenne bien l'histoire de cette partie civile et les raisons qui l'ont amené à travailler sur le barrage du 1er janvier, puisque c'est sur ce barrage. Do yeung anunyat hai mynh te yeung mien athathibai et te
មជ្ឈបាយ 2 que je souhaiterais vous poser est une question de clarification. Puisque vous avez signé votre constitution de parti civil avec un nom différent de celui que vous avez donné au président aujourd'hui, et je me réfère au document E3/4909. Le nom qui est indiqué dans ce document est le nom suivant, que je vais prononcer probablement avec un accent inapproprié. Oui, Samna. Pouvez-vous indiquer quel est ce nom? តែនេះខ្ញុំមានឈ្មោះពីរនៅតាំងពីដើមឈ្មោះសំណាមួយឈ្មោះណារំតែដល់ពេលដាច់សម័យខ្មែរក្រហមហើយនេះខ្ញុំរស់នៅជាមួយបងប្អូនហើយតែនេះខ្ញុំមានឈ្មោះពីរនៅតាំងពីដើមឈ្មោះសំណាមួយឈ្មោះណារំតែដល់ពេលដាច់សម័យខ្មែរក្រហមហើយនេះខ្ញុំរស់នៅជាមួយបងប្អូនធ្វើសិទ្ធិតេនេះខ្ញុំមិននៅគាត់មិនដឹងជាតកូលនេះខ្ញុំអីគាត់ក៏ដាក់នួនណារំទៅតែនួននេះគឺមិនមែនជាតកូលអីសាច់ញាតិអីទេប៉ុន្តែដល់គាត់គាត់
Je vous remercie. Où viviez-vous le 17 avril 1975? Quel âge avez-vous à cette époque et avec qui, quel membre de votre famille vous viviez à l'époque? ខ្ញុំបានភៀសខ្លួនមកនៅក្នុងពេញនៅផ្ទះបងជីតួតមួយនៅបឹងទឹកម៉ែកដល់ការក្របខ្លាំងពេកនាងខ្ញុំក៏បានមករស់នៅក្នុងវត្តកោះតែថ្ងៃ17មេសានេះគឺគ្រួសារនាងខ្ញុំនៅជុំបងប្អូនទាំងអស់ជម្រាបចាញ់ពីវត្តកោះទៅតាមផ្លូវនីវងឆ្លងតាស្ពានច្បារ7ទៅដល់តាខ្មៅអាកៀនស្វាយ នៅពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនោះយើងធ្វើដំណើរតាមស្ពានច្បារ7នឹងគឺមានការលំបាកខ្លាំងដោយក្មួយខ្ញុំទូចៗ7-8នាក់ទូចជាងគេ10ខែយើងឆ្លងកាត់ស្ពានច្បារ7មួយអស់ចំណាយពេលអស់រាប់ម៉ោងទម្រាំទៅដល់វត្តក្តីតាកុយវាយើងរសៀលហើយហើយគ្រូសាស្ត្រនាងខ្ញុំក៏បានសម្រាកនៅទីនោះបងថ្លៃក៏ទៅដងទឹកដងអីដាំបាយឲ្យកូន ក្មួយតូចតូចញ៉ាំបានជាសម្រាប់បានបួនប្រាំថ្ងៃគ្រូសាស្ត្រនាងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកៀនស្វាយដោយធ្វើដំណើរដោយកក់កាញ់ដោយមនុស្សពីពេញផ្លូវយើងធ្វើដំណើរពីតំកៀនស្វាយយើងទៅសម្រាប់កដាផ្លូវមួយយុគម្លឹងណាធ្វើដំណើរទៅទៀតម៉ោង10ដល់កៀនស្វាយពួកខ្មែរក្រហមបានឲ្យពួកយើងខ្ញុំចុះកណូតទៅប្រែកពោទៅដល់ប្រែកពោ អ្នកស្រុកគេទទួលបាយដើម្បីឲ្យកូនក្មេងទូចទូចញ៉ាំទៅញ៉ាំហើយពួកម៉ែក្រហមដឹកគ្រួសារនេះខ្ញុំព្រមទាំងប្រជាជនទៅសួងទៅសួងដាក់នៅភូមិតាប៉ៅនៅភូមិតាប៉ៅនៅពេលនោះដាក់តាមភូមិគ្រួសារនាងខ្ញុំបងស្រី3នាក់ត្រូវដាក់មកភូមិម្នាក់មកភូមិមួយនាងខ្ញុំនៅជាមួយម្ដាយ ពេលនៅបានបងប្រាំថ្ងៃពួកខ្មែរក្រហមយកបងថ្លៃប្រុសប្រុសហើយនឹងក្មួយម្នាក់ដែលនេះដែរធំកន្លះធំដែរទៅរៀនសូត្របាត់ទៅនៅនឹងភូមិនោះរយៈពេល2ខែពួកខ្មែរក្រហមបញ្ជូនពួកនាងខ្ញុំមកទៅក្រែកជីមួននៅភូមិតាពាំងផ្លុងទៀតនៅបាន
រយៈពេលប្រហែលជា5-6ខែគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅស្រុកចំការលើឲ្យទៅនៅគ្រួសារនេះខ្ញុំទៅនៅនៅភូមិគេហៅភូមិ3ឈ្មោះភូមិ3ចាក្រោយមកអរយៈពេល រយៈពេលនៅក្នុងកងចល័តនឹងប្រហែលបានជាក្នុងចាំឆ្នាំ77ខែ1ដែលបានគេបញ្ជូនញាតិខ្ញុំទៅលើកទៅនោះមួយមករាចាទៅដល់ទៅនោះមួយមករាគឺមានរោងគេធ្វើស្រាប់នៅកណ្ដាលវាលស្រែហើយរោងគេប្រក់ចំបើងក្រាចំបើងពេលនោះញាតិខ្ញុំ គឺទៅដល់ភ្លៀមគឺគេឲ្យធ្វើការភ្លៀមធ្វើការក្នុងរយៈពេលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺគ្មានពេលសម្រាកទេពេលយប់ក៏ធ្វើដែរព្រោះគេប្រជុំថាគេសម្រុកដើម្បីឲ្យរួចមុនពេលរដូវធ្លាក់ភ្លៀងឲ្យរួចដូច្នេះការធ្វើការនេះគឺមានការលំបាកខ្លាំងហើយការហូបចុកក៏ គ្មានស្អីហូបចុកតាមត្រូវគឺពិបាកពិបាកមែនតើខ្ញុំពួកខ្ញុំជាជនរីគឺត្រូវការអនាម័យត្រូវការតែគ្មានស្អីទាំងអស់រស់នៅដោយខ្វះអាចមកចកេះធ្វើការទាំងជប់ទាំងថ្ងៃគឺគ្មានបានបេឈឺឈប់គេមិនឲ្យយើងឈប់ទេគេថាឲ្យតែឈឺឲ្យតែដួលនៅកន្លែងជាក់ស្ដែងដួលនៅកន្លែង នៅក្នុងកំឡុងធ្វើការហ្នឹងគឺសង្កេតការជានិច្ចអ្នកណាមានតម្រុនអ្នកណាមិនសកម្មការងារគឺត្រូវបាត់ពួកសកាត់របស់ខ្ញុំគឺបាត់ច្រើនដូច្នេះខ្ញុំធ្វើការទោះបីឈឺជាក៏ខំទៅគ្មានពេលសម្រាកហើយការហូបចុកសូម្បីតែទឹកក៏ខ្ញុំមិនដែលបានទឹកល្អហូបពេលធ្វើការក្តៅខ្លាំងគឺសេកទឹក តែមិនដែលបានទឹកក្នុងកំឡុងធ្វើការហ្នឹងនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនដឹងមកប្រមាណដែរពេលយើងសម្រាកបាននេះពេលសម្រាកបានមកសន្ទុះអញ្ចឹងគេផ្លុំកាចាយឲ្យឡើង ហើយចម្ងាយធ្វើការរបស់នាងខ្ញុំពីរោងទៅកន្លែងធ្វើការប្រហែលជា3 គីឡូពីការពីរោងហ្នឹងយើងងើបទៅដើរទៅដល់កន្លែងការឋានហ្នឹងគឺយើងភ្លឺល្អះល្អះយើងចាប់រែកដីពួកនាងខ្ញុំគឺរែកបិទស្ទឹងស្ទឹងជីនិតស្ទឹងហ្នឹងបិទស្ទឹងហើយពេលថ្ងៃត្រង់នេះត្រូវដើរមកហូបបាយនៅឯរោងវិញតែបាយគឺគេចែកម្នាក់ម្ចាស់អញ្ចឹង គឺនៅក្នុងបាយហ្នឹងគឺមានរយម្ចាស់ហ្នឹងគឺមាន 5-6 អញ្ចឹងទៅហើយយើងហែវពេលនោះយើងហែវមានមិត្តខ្លះគេអ្នកប្រជាជនចាស់អញ្ចឹងគេទៅសុំអំបិលចុងភៅបានបន្តិចមកចែកគ្នាពីអ្នកពី3គ្រាប់ទៅយើងហូបបាយហ្នឹងបានទៅបានបាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងទៅសឡបានគេឆ្អិនគេលើកមកតែសឡគឺ ខ្ញុំខ្ញុំហូបມັນកើតគូសឡខ្ទះថ្នោតហើយសឡដើមចេកថាមានខ្លាញ់ជប់ម្ដាយអីចឹងយើងហូបតាបន្តិចបន្តួចយើងហូបជាមួយអំបិលហ្នឹងទៅបានយើងសម្រាកបានបន្តិចគាត់នឹងអង្គុយបន្តិចដល់ម៉ោងយើងទៅធ្វើការទៅធ្វើការដល់ពេលល្ងាចម៉ោង 5 ទៅត្រឡប់មកវិញមកហូបបាយនៅរោងហូបហើយយើងត្រូវដើរទៅវិញទៅរែកដីវិញតែប៉ុណ្្នឹងជាម៉ោង ប្រហែល18-19ហើយគឺរែកមិនដឹងជាម៉ោងប្រហែលទេគឺស្មាគឺលបកគឺជួមគឺខ្មៅហើយពេលរែកដីហ្នឹងគឺផ្នែកថ្មិចដោយសារការងួយងូកបានដល់ម៉ោងគេឲ្យសម្រាប់បានយើងដើរមករោងវិញមកដល់រោងគេទៅប្រជុំគេប្រជុំកន្លះម៉ោងអីអញ្ចឹងទៀតពីបងាយប្រជុំម្ដងតែពួកយើងងួយងូកខ្លាំងពេលយើង
bị chúm hói dân tới xâm ra anh chàng dân xâm ra bán mà mình đang dịp ba bà màn màu thế tiếp lông cái trái ở dân ngược tiệt dân tới tiệt thua chăng tới đây hỏi à ca phở phép tật ấy nâng cư miên bà lại nâ hủng nâng cư miên bà lại nâ bài nâng bà lại nâng cư dân phở tật nâng bà lại nâng cư miên kì liêng cô liêng cập bay phóng kì bao cả ai phóng kì ngút nâng ấy kì nâng tặng ơ tại dân miền chỉ mới dân thờ luôn tạm nâng ấy gần cả nhà mai ấy chúng buôn ở đấy cứ miền cứ dân chuyện ruột đây đây cả ai mà pi bị lạc cái cha nâng bây giờ ngút tắc của mình dân sẽ ban ngút tắc bây giờ ngút tắc bây giờ ngút tặng ơ ai biết đại dương, đại dương cái vùng này đây cái đai hình trắng chứ sẽ tắt, dù khơi ban cái chặt mà đừng ở tận đòn tắt mau mà đòn cái đại dương hay cái sai tắt mau mà đòn nó tắt nó cứ lọ, ta dương sẽ dương thời ta hốt, dương sẽ mình tên hốt đọc về dục ấy dương kia sắp khơi ban hốt tắt co ấy trắng là tha, dương quá đừng oh. Hãy đi bịch chung đi bịch chung ở dân sầm róc đi bây nhái đi bịch chung một đòn hay thà nhận ná để mình cà nghĩa mình sẽ cắm con của vật sắc vừa lại đi bịch chung đẹp dân chăng ta nãy lúc đây đại lúc chơi đại chơi được chưa nè lúc bay chữ chía của tay đặt tay hai phê nhiệt mật phẹt bỏ lên cái nhóm con bé mẹ nắng cứ miên nhẹ là ngất mô ăn tiết về thư ca giúp anh trắng những nhóm nâng nhẹ đất nhưng về thứ ngày đọc về thuê dù tay dù khai tới cái miền phan ca kế đọc ngay ơi xâm rạm mặt ngày về nông ban chương khơi anh thả tập biệp tật đầy dương ra cứ đôi slide là kia vậy chứ bên nóng phụ mật và nên khi ông nắng kia từ của vua kia từ cuồng con nó con ông pray nắng hay nhặt lá cái chập ai con cái con ai chẳng như khi ông nắng từ kia hay khi dọn con nó mà thơ thấy dân ban hậu nắng phú ha xâm lo bao kia dân hậu ta dân đó bà con ông dạy về của mùa của thai nắng ưa như khi ông trom những nhóm trôm thành bê tân nhiệt là hốt đó bê chết sưng bê bắt sưng chết ở nơi sau hai chuyện đọc mệt nữa cứ kỳ thừa say ở dưới chlon tiệt dưới đào mình phải giặt thề tai miên mình đứng thề cứ tắc uội làng khăm anh nhẹ thề nắng cứ thề tai cứ bạt dương bị bạ bê dương bị bạ dương hê bê dương tự thơ ca bê lâm ra dương kìm xây tì bê dương thứ ngày dương chật thoảng tì dương hê dương xong kê tự bọt dương không phê chân dương chết bê xe lạc thân năng râm bê đạm mọt ấy buôn phê em xe lạc ấy chân tới chân mà quên tư dương thơ lực biệp năng của mỗi bằng bà khai thì dương rùn nơi hay dương kết bí mật đài dương rùn nơi bây giờ đau ý về tình nghĩa miền kê thuốc bạp mật của nhóm nâng nâng phân nè đại xa cả chư, phía chư xong chúc kê mà nói chúc khi nhớ tha, khi nhớ rịa, khi nhớ chư phu tìm ai chụp bê đã đẹp thạc nhau mấy chữ men to một cái vai này nực nẹt nhưng khi nhau dành chẳng nên khi nhau mình hiên tụi bây chữ chia của sắp chất tùm vai khi này hỏi ai khi này hẹt đây bị mệt nhạc thầm mây đôi khi này nâng dịch con trai chân giờ bất kỳ giờ cái này mà thông nó hỏi cái này
ខ្ញុំមិនដែលហ៊ានមើលថាលួចថាអនិច្ចក្នុងចិត្តដូច្នេះទស្សនៈទាំងអស់នេះខ្ញុំកំពឹងខ្ញុំមិនហ៊ានឈប់ ទៅបែរនារីនារីត្រូវតែមានរដូវមានអីឈឺពោះពុំដែលហ៊ានឈប់ហើយពួកគ្មានស្អីជាអនាម័យយើងរស់សត់ដូចធៀបពេលយប់យើងហត់ហើយពេក mật nhom nâng bàn tay cái sập hơi lử, dương hệt đây tới dương ạch đai chết khnì, dương miên chết khnì, tới dương chơi sập khnì thả, anh đi cái hai ai dương mình đai khơi thế khnông của vợ từ xa dương tục đường đi đẹp đó mấy chục nón cào tay dương với tình yên á, nực mà đai, số mấy đầm nắng đại ban lư đầm nắng mà đai nực côn mà đai đằng côn từ đòn na chừng run na run cái nắng cần đai về sài miền tây miền ai muối mình đang cái hai cái lạnh ai tiên bây giờ phê xâm rạc giúp dân lưu cho bạn nâng miên cả nạch ấy cái chứa cái chai dân khẽ tới lưu hồn nâng cái thư vang sẽ cắt cái nhóm nâng sẽ cắt là viên nâng cái thư hồn vang chân tay dân xe mẹ tôi chương khẽ cho bạn là phê giúp những cái nhóm thay xe mẹ chuột các ba cả má nâng chết ở chết thì chị đâm đâm ấy cầm áo lại sạch ấy châu thì chị dương xe mẹ chuột các ba cả má chết chương sư mẹ mình đang ban đi tìm mình đang chỉ ban bảo man mau cái chương sư mẹ cái lồng cái trái ở làng tiền vừa tăng dục thua tăng thứ hai chỉ thua là hết đó khá thẹp liền cái thẹp liền hai của kia mình toàn chụp đài ngày thứ hai có chương ở ban sư mẹ đài dục lá đài xa liền việc bộ phận chụp bán liền việc lấy này phải chia khai bằng phấn phải chia khai bằng phấn liền khăn mình tên thưa mình ca phụ cái lại nó cái lại hướng chỉ biết sai ba kia mình chấp cả tháng cái màu đi bên bên nông khi nhắm chư về cái chết chậm nông khi nhắm chư nhắm cả đai khứ luôn nhắm phun khi nhắm đa màu cái lại mình ban thế xong mà tay cái chết nhắm đa màu cái lại phum là biến ban tê xong mà tê kê chi một đo cái lãi khi nhom tới chùa mà đai khi nhom xong kê tập tê mà đai nhom scom khơi khi nhom scom quạt dùng bên lúc nhom chữ lắng cái mình ở nhóm đại phú mà cái ai mà còn chỉ lắm nằm mấy đi ở nơi sầm rạp bẹt cái vô bà hí thứ bẹt để nhóm chữ khăn nhóm cơm hay nhóm chữ khăn ông púa nhóm đặt tất cả màn tích của nhóm chọc chữ púa hay cái uột cái đai hay cái uột nhóm cái ai sầm rạp bẹt nó cái lại nâng phai bia tất ớt bát cái bị chun tập bẹt sẽ đóng nơi sư tới ban phai chi chiêng bây giờ tất bàn quán bá bán những cái nhóm tranh mà đại những cái nhóm tới cho mùi xong kia tới bán tranh mọc tia với những cái nhóm có xong kia tới nơi phụng sân bởi những cái nhóm mình xuống luôn
tên nơi phùm bán bà hai chưa chết mặt hai chứ đánh mà huynh, đánh mà con thì lạc huynh. Đánh mà con thì lạc huynh thì ao dừng, thì ao thua chúng ta thua xa ai nơi phùm nâng. Thì ao thua xa ai thua chúng ta nâng tới cách cốt, cách anh chân. ពេលផាជាពីបេខែក្រោយមកនេះខ្ញុំសុំគេទៅលេងផ្ទះម្ដងទៀតទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃនោះខ្ញុំឃើញប្រធានក្រុមភូមិ3ខ្ញុំនឹងម្ដាយខ្ញុំរស់នៅនឹងគេដើរកត់ពីមកគេមកកត់ប្រវត្តិរូបគេសួរម្ដាយខ្ញុំថាអ៊ំពេលជំនះពីម្ពិញមកគ្រួសារអ៊ំមានទៅខាងបុកពីអត់ ហើយយើងមិនដឹងយើងឆ្លើយត្រយើងឆ្លើយយើងអត់ដឹងរឿងស្អីទាំងអស់យើងឆ្លើយតាមនឹងគេដឹកយើងទៅដឹកទៅនៅបានបួនប្រាំខែតាំងផ្លុងនឹងគេមកយកមកចកាលើវិញយើងឆ្លើយអញ្ចឹងក្រោយមកប្រហែលជាក្នុងខែឆ្នាំ78ប្រហែលជាខែ6ខែ7នេះខ្ញុំគេឲ្យធ្វើចំការនៅក្បែរនឹងមកឡងពីវត្ត ទៅវិវត្តមកកលោពីនឹងគេឲ្យកាច់ពូតពេលនោះខ្ញុំគេឲ្យមកយកបាយនៅកងចល័តនៅកន្លែងវត្តនឹងយកចាន់ដៃមកយកបាយតែស្រាប់តែមានមុំពេលខ្ញុំឈរនៅកន្លែងចុងភៅគេ ស្រាប់តែមុំដែលនៅភូមិជាមួយនេះខ្ញុំអ្នកថ្មីដូចគ្នានឹងនៅកងចល័តហ្នឹងគេហត់មកគេប្រាប់ថាបងផឹកបាញ់ទៅយកម៉ែឲ្យយើងទៅស្លាប់អស់ហើយពេលនោះនេះខ្ញុំថាដូចបាត់ព្រលឹងអស់គឺខ្ញុំចង់ជួសចានដៃចានដៃពីដៃហើយឯងខ្ញុំសួរមុំថាចុះយើងមុំយើងទៅទៅអត់ឯមុំថា គេយកតាំងពីព្រឹកម៉ែបងអើយយើងថាយើងមិនអាចទៅបាននេះវាហួសពេលហើយពេលនោះខ្ញុំនៅធ្វើអំយកបាយជិះដួសបាយហើយខ្ញុំយកទៅចកាខ្ញុំយកចកាខ្ញុំឲ្យបងកាច់ពោតជាមួយនឹងឲ្យគាត់ហូបទៅឲ្យគាត់ហៅខ្ញុំហូបគាត់ថាហែងហូបបាយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ឃ្លានទេបងអើយតែខ្ញុំគិតចូលក្នុងពេលក្នុងបោតនឹងសងំយំដែរអីទៅដែលរបៀបនឹងប្រហែលជា 4 ថ្ងៃ 4 ថ្ងៃនឹងខ្ញុំដែរបានហូបបាយអីមួយម៉ាត់ហើយក៏ទឹកអត់គឺខ្ញុំសឹងអំកើតទុកដល់ពេលប្រហែលជា5 ជា4 5ថ្ងៃគេមកយកពួកកូននៅកងចល័តតែពួកតែថ្មីភូមិខ្ញុំនឹងមានពួន5នាក់ថ្ងៃហ្នឹងគេចាប់តាំងគេព្រលឹមឡើងល្ងាចឡើងប្រធានកងគេចាប់តាំងថាពួកពុំបីឲ្យនៅព្រះសេដីដីក្រុមគាត់ព្រោះ ខែហ្នឹងគេមានគេដកសេដីដីហើយគេយកមកដាក់ក្រុមគាត់លោកតាគេធ្វើយកពួកភូមិណាតែស្លាប់គេឲ្យនៅហ្នឹងឯងខ្ញុំលឺសូអញ្ចឹងលឺសូអញ្ចឹងសូប្រធានកងគេចាត់តាំងអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់ព្រលឹងភាសាទៀតខ្ញុំថាដល់វាអញហើយតែពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំអត់ដូចថាបាត់ព្រលឹងខ្ញុំខ្ញុំចុះពីលើគាត់លោកហ្នឹងមកកន្លែងនៅហ្នឹង ស្បែកជើងក៏មិនបានយកដែរបានតែកម៉ាមួយហើយក៏អាចកាច់ហ្នឹងនាងខ្ញុំដើរមកផ្លូវកន្លែងកាច់ពោតនេះតែពេលដើរទៅហ្នឹងនាងខ្ញុំកន្លែងឃើញប្រធានកងប្រធានភូមិគេកាន់ដាវវិញនាងខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគេមុនខ្ញុំកាច់ពួនក្នុងព្រៃហើយគេដើរតែផុតបានខ្ញុំដើរតែទៀតដើរទៅខ្ញុំនាងខ្ញុំដើរទៅកន្លែងកាច់ពោតហ្នឹង ហើយខ្ញុំដាក់ទៅភូមិបងជាទួតមួយនឹងនៅក្បែរភូមិបាយកន្លែងកាច់ពូនឹងដែរតែដល់គាត់រោងបាយគាត់នៅមុខផ្ទះគាត់
ហើយគាត់សួរខ្ញុំតែទៅណាខ្ញុំតែខ្ញុំគេឲ្យតាមបាយម៉ៃរួមហើយគាត់សួរខ្ញុំតែទៅណាខ្ញុំគេឲ្យកាច់ពួកនៅក្បែរនេះហ្មងហ្នឹងខ្ញុំសុំមកលេងសុំច្បាប់គេមួយថ្ងៃមកលេងគាត់គាត់តែគាត់ដើរទៅដល់បាយបាត់ទៅខ្ញុំឡើងពួននៅផ្ទះគាត់ហើយផ្ទះគាត់ហ្នឹងមានជាងលក្ខណៈឲ្យល្ហែកល្ហែកពេលខ្ញុំឡើងពួនហ្នឹងខ្ញុំផ្ទះគាត់មានផ្លូវដើរពីមុខហ្នឹងខ្ញុំឃើញប្រធានយុវជនប្រធានយុវ
nhóm tha cái đào học nhóm ai về cái đào tập phật nhưng nhóm cho tập bị tiếc quá nâng tới tiệm đại quạt chọn nâng nhóm tha sống thân nằm miền thân nằm mấy đang nhóm sống buồn bèm khổ màu hay quạt cổ họ thân nằm ở nhóm bạn bị bày khổ nâng thân nằm bục bục phổi phổi tịt nâng bên u nhóm cho màu nhóm tập khỏi tiếc quạt nâng miền đâm từ lâu mi miền thấu miền các bạn chụp thầm thầm chắc cái những cái nhóm nó khẹp nó khẹp nó hai ngày nó cái do bộ phun nó cái do cái đặc tài nó cái nhóm khẹp tới nhóm mới tới khơi nó trẻ con nó chụp là cả chúng dù mà nhảy nhà miền cái mê miền cha đội cũ xa nhóm chẳng miền ôn tịch tôi chờn chẳng bên nuôi nhóm buồn nên nâng lập hết ngày chật lấy khi nhắm ta khi nhắm được tên là tiết hữu tên là của mình hữu bên đâu chật giúp khi nhắm đã nhắm ta khi nhắm tự cái lại con chật lát với nhai phụ lập cho hữu tên là của mùi bên nhắm đã tự cắt đã tự phùng bong cách của chị mùi nâng quật nơi kia nâng quật nên quay mặt trời đá nó khơi nhầm nào tới quả thai thật mấy hẹn tới na kì thủ phi bộ đồ hẹn đó lại nhầm thang nhầm cuốn các bạn nâng vào ngươi thà lời cho hẹn tới na tiết thật nhầm tới quên tới cái lại với nhà bông ngươi dùm đằng tới na cũng sẽ làm này với nhầm đà tới nhầm chơi tới đà và ông chỗ tia hẹ nhiệt mật ấy chẳng chỗ và ông ai giúp nhầm chỗ tới quạt luôn là đọc bê chất chụp mà tên nhóm đá tới chất đo vọt nâng được xóa phải một phây máy nè con chơi lạc cho mùi những cái nhóm nâng khi nợ phụng các bài nâng kì chú mùa mê nâng kì xong kì màu xử mẹ tìa mà giúp bê khơi nhóm đá tới chẳng vì chơi vì đá màu vì thả bông tên ná thả bông tư cái lại với nhau phụ dương kích tên ná của mùi đại xử mấy nè vì ta bọn công tử ấy nghĩ mấy cái vô của bọn ta có hai mà ông phẹm về nụ cái nhóm bạch bình lưng mà đoàn tiền nhóm dân tới nào nhóm bài khỏi máu nhóm cựu kịch bài khỏi máu của chỗ bây giờ thông đại trên nhìn bằng bằng đại nhóm bị đàm quạt trả cha hai quạt này tôi bị nhạc đấy phun nâng cầu quạt tới thua cao về nụ cái nhóm quạt cúi mặt trời đá thông phổi nâng quan cúi ai quạt để miễn bảo vệ môi hay bật kẹo môi đã khơi nhầm đá tới quạt tha hẹn tới na nhầm tha kẹo nhầm cạch bộ nơi các bạn nhẹ thông ấy lấy nhầm xong mới mẹ mới thông mới giúp lấy quạt tha ơi là mẹ mới thông hẹn tới anh cái ao tự diêm được một cô đọc về là tới nơi ta thông mà nhẹ ai nâng quạt hiệp thì giờ bay mà quạt quạt cha hay quạt hai nhầm một bài quạt tha ơi này mai này sọc sờ bài thế anh nấc mai nha khan mà lấy nhận du ơi còn nhầm tha nhầm chơi loi tít phù bị chụp bài tại chụp cái chơi lộp không tiêu sẽ đạp dương do ca dương lâu nhầm chơi loi tít thật nhầm thật còn sọc sờ bài vậy thôi mới đặc biệt còn hai học bài thấy nhầm ọt nhầm hộp nhầm ọt liền đi tắm nhầm ọt buổi về ngày ấy. Bên nuôi nhóm của châu sẽ mẹ nông mông qua tư cứ ta bê châu sẽ mẹ tư đôi sẽ lọc chẳng đặt tư cứ chân bê nhóm đăng luôn lá lưu ngon lưu nghĩa nhóm tha cái nhóm tay na tiên bê nuôi nhóm đã khơi một tia bóng chạy đôi môi cái nhóm nơi bê tia chế chẳng ai bơ muối còn lộ nhóm ngợp cho tư đôi ngật chân dạng chế mau má nhóm hiểu ta đang hiểu lạch ba ấy đã mơ là cái bát dương cái chlo bỏ dương nhóm đã cắt từ cái lẽ cắt lời cắt vụt đã tới cho làm ba hồng
វាមានវាសែខ្ញុំដើរកាត់តាមនឹងលង្កិតឈើគ្មានអីទេខ្ញុំដើរខ្ញុំឈានមកចំហៀនខ្ញុំស្រឹកលែកមើលឆ្វេងស្ដាំខ្ញុំខ្លាចឃើញមនុស្សខ្ញុំដើរតិចតិចខ្ញុំដើរញៀនវាដើរទៅដល់កន្លែងកាច់ពួនហ្នឹងផ្លូវវាទូចមកដានជើងហ្នឹងសត្វប្រឡាស្អិតខ្ញុំដើរចូលប្រឡាទៀតដាច់អើដាច់ខោមើលផ្លូវមិនឃើញខ្ញុំទ្រាំដើររហូតដល់ចុះទៅសែកាត់ ទៅភូមិនឹងភូមិទីជ័យនឹងវាដល់ទៅឲ្យមានជួបមនុស្សអីម្នាក់វាដល់ទៅដល់ល្អះល្អះខ្ញុំឡើងលើផ្ទះគាត់នៅគាត់ប្រៃគាត់ទៅដេកបែននៅស្រុកនៅក្មួយទទួលបួនប្រាំអ្នកហ្នឹងពេលនោះខ្ញុំក៏ប្រើវាទៅបោចគួនតកែកហើយវាទទួលវាទៅបោចមកមកកងហើយខ្ញុំដាំទឹកផឹកថាឲ្យស្លាប់ ពេលខ្ញុំដាំទឹកនឹងទៅស្រាប់តែប្រធានភូមិគេដឹកមកប្រធានភូមិហើយនឹងឆ្លោកគេមកគេហាយឈ្មោះបងថ្លៃខ្ញុំនឹងបងថ្លៃចរូនមួយនឹងគេហាយបារាគេឈានឡើងបារាហើយខ្ញុំនឹងឆ្លោកថាម៉េចខ្ញុំថាគាត់នៅអញ្ចឹងខ្ញុំលើក ផឹកទឹកនឹងហើយនឹងអាថ្នាំហឺក្នុងផ្ទះបងទូបងនឹងពីសាចាស់ចាស់បុនប្រាំខ្ញុំនឹងផឹកទៅពេលនោះគេឃើញខ្ញុំគេសួរមាត់អីមកពីណាអីចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំផគេពេលនោះខ្ញុំភ័យពេកខ្ញុំផគេថាខ្ញុំមកពីដេកបែតស្រុកអីខ្ញុំផគេដោយសារការភ័យពេកទៅគេហៅខ្ញុំទៅមន្ទីរទីគេនឹងជាប់ផ្ទះបងប្អូនខ្ញុំនឹងដល់គេ ជាមតាមគេសួរខ្ញុំថាអីខ្ញុំប្រាប់តាមអញ្ចឹងទៅដល់ពេលនេះគេថាគេចាំជួបសកាត់ថ្ងៃបន្តិចសកាត់គេមកហើយចាំជួបដល់ពេលថ្ងៃបន្តិចសកាត់គេមកកាត់គេមកគេសួរខ្ញុំថាមិនអីមកពីណាហើយខ្ញុំប្រាប់តាមតាណាតំណងអញ្ចឹងទៅថាមិនអីមកពីបោពៀទេខ្ញុំថាខ្ញុំមិនស្គាល់បោពៀអីណាទេខ្ញុំ มันมาไปบ่เปียเด้ខ្ញុំມັນស្គាល់បោពៀអីទេហើយគេសួរនៅភូមិណាខ្ញុំថានៅភូមិ3អីចឹងគេថាចាំឲ្យគេមកយកវិញគេថាអញ្ចឹងហើយគេចោះទៅបាត់ទៅវិញខ្ញុំនៅសម្រាប់នឹងគេឲ្យសម្រាប់នឹងខ្ញុំសម្រាប់ទៅគឺខ្ញុំធ្វើទុកថ្នាំវាពុលវាចង់ក្អួតវាខ្ញុំធ្វើទុកខ្ញុំគេទៅបាត់ទៅខ្ញុំព្រះខ្លួនទៅ ลูกទៅមានឆ្លោកគេយាមខ្ញុំគេយកបាយមកឲ្យចឹងហើយខ្ញុំហូបបាយខ្ញុំថាអត់ខ្លួនហ្នឹងហើយគេថាបិទអីកំភៃឲ្យតែស្មោះត្រង់អង្គការកំភៃអីពេលនោះគេនិយាយមិនខ្ញុំមិនជឿដែរដល់ពេលយប់បន្តិចមានសកាត់ហ្នឹងគេមកម្ដងទៀតគេមកគេហៅខ្ញុំឲ្យងើបអង្គុយព្រោះខ្ញុំអត់ ចង់អត់ជួនក្នុងខ្លួនខ្ញុំមកក្អួតខ្ញុំពុលថ្នាំដល់អង្គុយគេសួរថាមិត្តឯងមិត្តឯងដែលពីមុនធ្លាប់នៅនឹងអីចឹងចឹងថាជាវាជិះស្រុកកណាតខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំឈប់នៅតាំងខ្ញុំទូទាំងលើស្គាល់អីចឹងពេលនោះគ្រូគេថាមិត្តឯងកំភៃថ្ងៃមិញខ្ញុំអត់ស្គាល់មិត្តឯង មិត្តឯងកំខឹងខ្ញុំថាខ្ញុំគ្មានខឹងអីទេតាមពិតគេនិយាយមិនខ្ញុំអត់មានជឿដែរគេហៅខ្ញុំដល់ពេលគេសួរអីអញ្ចឹងទៅថាអញ្ចឹងមិត្តឯងកុំសម្រាក់នឹងទៅសម្រាក់ផ្ទះអ៊ំមកមិត្តឯងទៅសម្រាក់នឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំទៅសម្រាក់នឹងទៅអ៊ំនឹងហើយអ៊ំនឹងជាម្ដាយធម៌របស់សកាត់នឹង ហើយគេក៏ជាញាតិមិត្តបងម្ដាយខ្ញុំអីពីដើមដែរដល់ពេលទៅគាត់ថាគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ទឹកភ្នែកគាត់អីអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំគាត់យកបាយមកឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំមកគ្រានទេទៅមើលខ្ញុំចង់ក្អួតហើយតែគាត់ក៏ខុសចោលគាត់អីទៅគាត់ដប់ហួយឲ្យគាត់ដេកអោបទៅគាត់ជុំអីចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំត្រូវគេឲ្យរស់នៅនឹងរស់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបាន 4-5 ខែតែពេលនោះអ្នកជួយយើងថ្ងៃមួយនោះអ្នកជួយអ្នកជួយនឹងខ្ញុំនឹងសកាត់នឹងគេហៅចាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំទៅលោតពីលើផ្ទះនឹង
Merci, Madame la partie civile. Le temps avance et je souhaiterais vous demander que ressentez-vous quand vous repensez à cette période. Chúng ta tha ca chấm nước bị chia chôn tranh bị tí cơm nhọc tay pra thuốc ca hô cầm lăng mình ói hộp trái là lục thua đầm bay ở vầy lục tha lục sờ lành chia chôn hai bị chia chôn kia sọc áo chân kềm kia thở gọt rộp cả lại chấm rộp bề chỉ liếc tới với anh lộc tha chỉ khăm ăn khi anh đang ấy té nhưng chẳng xua lộc không ai nhầm tụi tôi khi em đang ấy té cũng phải làm bậy nè lộc môi tiệt lộc xem lắm mình đón hoài mình đón tiệt đồng kia là lộc mình lộc trang xưa lộc thái lộc xem lắm không ai trang dọc chết sáng mà đã sập mai đi giang nà đi xí xem nua đó mà nhầm nơi bọn mai có hôm có ba hoa tìm lẹ nơi sập khung cái nhóm từ mưa cho anh vào nơi còn lấy xì xì miếng cam bay khai ở rận mau của bông tràm họ từng bay bông tràm phao bay
Lục chim bia mà vẫn lục thả phụ dân không ăn. Anh đang mình không ai bị bịa thả cho tất cả bơ là lửa khá là nữa thế. Thế nên mình đang thả ấy sai xì xe ý á ấy dân mạch thế. Bên đôi lục ở lúc này nà không ai bị tình yêu lục này nà. Lúc mà chị ơi, phụ mù là thang thơ bà bụi dương. Sân kết ca khúc con lại khúc. Mơ, cái xoay này mơ mơ bụi dương, chỉ muốn đi học tiếp. Chúng tôi được nhóm. Thầm nuôn ấy lúc đây nuôn Narom. Thầm nuôn ai tập đi năng tế lúc. Bà ông chúm rác, xong chúm rác lúc xây tha nâng nông xạm nạ ca cạp ngay tìm bay khai mẹ gà rai chân nằm bì bọn đọc rám. Mình tập bị ông chúm rác bàn sát đập chân chọc chào nâng bì rụp chlòi bình chạy bì ca đẹp của quát để xa xích nâng xuyên bình chlòi tốp nâng xùm nuôn. Ông chấm đẹp bàn có thông qua thai chân chụp cháu từng phí rụp. Nơi tệ đã xa chùm hồ rô bọc lúc mình tỏ ảnh vật sức nơi khi mình xoay tốt rõ đáy. Lược lên tệ nâng rõ hốt đọc bí nát để ông chấm đẹp. Tức là tập bốn tổ tuôn bàn phổ đồng miên chạy cho bạp xe bị chân chụp cháu ở rưu bí giá mình tử vi ca phía cái đấy. Rõ bọc chân chụp cháu. Hay nơi khi nông xạm nạ ca ngay nụ ông chấm đẹp bàn cầm nọt. Ông chân chụp cháu nâng rưu mình tử vi ca phía cái đấy. Ca phía chân chụp cháu trở miên cái tập kết tổ tuôn khô trở không ca. Chúng đồng năng một đoàn ông dùm rẻ. Hãy bàn toàn bề liên nâng miên bà sất đập hiếp. Bà sân bà chôn chọp cháu tâm rạch lạc bóng sất nâng nghiêm lại tốp. Hãy dù rộp rộm lại tốp nâng tùm nua đầy ông chôn đồng dùm rẻ rư cơ phía kì. Nơi khăn ông cây châm nào ca nà mùi nơi cây châm nào ca sạm nào ca. Hãy ông dùm rẻ là hốt đo bê ní ông dùm rẻ nơi bàn toàn bàn tựu đồng năng. Vì ca pháp rô dùm hô đó bà chôn chọp cháu tâm bì rút vì ca lạc bóng sất. Nông ca nâng nghiêm lại tốp mô kia dù rộp rộm lại tốp nâng tùm nua nâng lại tì. Được chứ này, dân chồng và trẻ thái, dân mình ai bằng cốp, rồi có bằng khom ở chân chợp cháu, loài tốp, tình nâng xung núa, đại lục thầy xua bánh mạnh này tí, để xa gọt bàn đã xa xích, nâng khi mình loài tốp, hay gọt mình toàn miền tìm hô, nông ca cài bái, nông ca đã xa xích, để bắt gọt nâng loài tí, nâng xung lục thầy chịp. Nông miền đây, bắt to tiết tí, lục thầy mình tìm nó mốc ẩm nàng đa mình đang gọt vào bình ý. Mình tìm nó mốc ẩm nàng đa mình đang gọt vào bình ý, xung chừng. À l'accusé, non. En tout cas, c'est ce que j'ai eu en traduction. À la partie civile, non plus. Je crois qu'elle s'est parfaitement exprimée. Nous laissons la parole aux autres parties. Bah, Okun, bên đây là nick đầu tiên, xong rồi, xong rồi, để hơi. សម្រាប់ចាប់ពីនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះអាចសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្មនាការមន្ត្រីរដ្ឋបាលការរួមរស់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយដល់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីរួមមាននៅក្នុងប្លង់ពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញក៏រួមទាំងបុគ្គលិកអង្គការ TVO មកកាន់កន្លែងផ្ដល់កន្លែងផ្សាយរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនីដែលរៀបចំដោយរដ្ឋបាលតឡាការដែលជាប្រមុខអង្គជំរះនេះន